những lời gan ruột cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi đến người dân Việt Nam. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nội dung trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người ta thường hay nhắc đến Vũ Đức Đam như một người hùng chống dịch. Ông đã rất quyết liệt và sát sao để giúp cả nước nhanh chóng vượt qua đại dịch. Những đóng góp của ông trong đại dịch chính là điều không ai phủ nhận được. Thế nhưng cũng chính từ đại dịch, chúng ta mất đi một phó thủ tướng được dân tin, dân yêu. Khi chia sẻ những nội dung về cựu phó thủ tướng, Ngẫm Sự Đời biết rằng ông vẫn còn được nhân dân tin tưởng và mong mỏi. Bởi vậy, Ngẫm Sự Đời xin được chia sẻ đến quý vị những lời gan ruột của cựu phó thủ tướng đến người dân Việt Nam. Đây không chỉ là tình cảm giữa người lãnh đạo với nhân dân, mà còn là tình cảm giữa con người Việt Nam với nhau. Mời quý vị đón xem trong video ngay sau đây. Không còn xa lạ gì với cựu phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một người con đất Hải Dương, lớn lên bằng lời ru của mẹ bên lũy tre làng. Ông Vũ Đức Đam vì từ chức, vì những sai phạm mà tự ông cũng nhận trách nhiệm về mình. Nhưng điều đó không thể phủ nhận những cống hiến của ông cho quê hương, cho đất nước. Cùng nhìn lại về cuộc đời Vũ Đức Đam và những cống hiến không bao giờ phải giấu trong sự nghiệp. Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963, lớn lên tại làng quê nghèo ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trong một gia đình nông dân với hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bất chấp điều kiện sống thiếu thốn, gia đình ông luôn coi trọng giáo dục, xem việc học là ưu tiên hàng đầu. Nhờ vào sự quyết tâm và sự hỗ trợ của gia đình, Vũ Đức Đam đã có thể theo đuổi học vấn và đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông tại quê nhà, ông được nhà nước cử đi du học tại Bỉ vào năm 1982 và hoàn thành chương trình học vào năm 1988. Theo một nguồn tin từ một người bạn của ông kể lại rằng trong thời gian Vũ Đức Đam đang học tập miệt mài tại Bỉ, cha ông đã qua đời. Trước khi mất, cha ông lo lắng rằng tin buồn có thể ảnh hưởng đến việc học của con, nên đã yêu cầu gia đình không thông báo cho ông biết. Vì vậy, mãi đến khi ông trở về nước, ông mới nhận được tin buồn này. Về đời sống cá nhân, Vũ Đức Đam công tác và cư trú ở thủ đô Hà Nội, có vợ, một con trai và một con gái. Vợ ông là tiến sĩ Đinh Đào Ánh Thủy, giảng viên, trưởng bộ môn kinh tế đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đinh Đào Ánh Thủy cũng là tiến sĩ kinh tế. Bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc và một số gợi ý đối với Việt Nam năm 2007 ở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Sở thích của ông là xem bóng đá. Ông là fan lớn của giải bóng đá V-League tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Khi rảnh, ông vẫn thường chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Sau trận đấu bán kết U23 châu Á 2018, ông đã xuống đường ở Hồ Gươm Hòa cùng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện tại, không có thông tin cụ thể nào về đời sống cá nhân và công việc hiện tại của Vũ Đức Đam. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi về sự nghiệp và cống hiến của ông cũng như liệu rằng ông có quay trở lại chính trường để tiếp tục cống hiến cho đất nước hay không. Sự nghiệp vang dội của Vũ Đức Đam. Sau nhiều năm du học tại Bỉ, Vũ Đức Đam trở về nước và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực viễn thông bưu điện từ năm 1988 đến năm 1994. Tháng 10 năm 1994 đánh dấu bước ngoặt khi ông được chuyển sang văn phòng chính phủ, nơi ông lần lượt giữ các vị trí từ Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế đến Vụ trưởng Vụ ASEAN. Chỉ một năm sau, ông tiếp tục nhận trọng trách làm thư ký và trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đến năm 2003, ông trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và hai năm sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Năm 2007, Vũ Đức Đam chuyển đến Quảng Ninh, nơi ông từng giữ chức Chủ tịch tỉnh và sau đó là Bí thư tỉnh ủy. Năm 2011, ông trở lại Trung ương và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và hai năm sau, ông lên chức Phó Thủ tướng Việt Nam, trở thành một trong những Phó Thủ tướng trẻ nhất,
người khai phóng đưa công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước. Vũ Đức Đam, người được biết đến với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, đặc biệt trong việc áp dụng công nghệ này vào quản lý nhà nước, ông đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ công trực tuyến để tăng cường hiệu quả và minh bạch trong hành chính, đồng thời quan tâm đến an toàn và an ninh mạng. Những nỗ lực của ông đã góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa bộ máy nhà nước và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng là nhà lãnh đạo đa ngôn ngữ, đã có những đóng góp quan trọng trong việc thu hút đầu tư từ các công ty công nghệ lớn vào Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian giữ chức tại tỉnh Quảng Ninh, ông đã chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống hành chính, giúp tỉnh này trở thành địa phương đầu tiên ở Việt Nam tổ chức họp trực tuyến đến tất cả các huyện, xã, kể cả những huyện đảo xa xôi. Nhờ những sáng kiến này, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu phát triển mạnh mẽ và hiện đại. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có tầm nhìn và khả năng nhất quán từ cấp xã đến tỉnh để phát triển bền vững và nhanh chóng. Người khởi xướng chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Trong giai đoạn 2011 đến 2013, khi đảm nhận vai trò Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam đã thể hiện vai trò quan trọng không chỉ như một người phát ngôn của chính phủ mà còn là người khởi xướng chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Sáng kiến này đã tạo điều kiện cho người dân trực tiếp đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ các lãnh đạo cơ quan nhà nước, qua đó giải quyết các thắc mắc và khó khăn mà nhân dân đang gặp phải. Chuyên mục này không chỉ giúp tăng cường tương tác giữa nhà nước và người dân mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững mạnh hơn trong quan hệ giữa hai bên. Sự minh bạch và sẵn sàng đối thoại này đã tạo ra một không khí cởi mở, trong đó người dân cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng. Đáng chú ý, chương trình này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đông đảo người dân, phản ánh nhu cầu thực sự về một kênh giao tiếp hiệu quả và thân thiện giữa chính phủ và công dân. Người tiên phong trực tiếp chỉ đạo chiến dịch chống COVID-19. Vũ Đức Đam đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Người dân không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh ông gầy gò, với đôi mắt thâm quầng do thức trắng nhiều đêm để chỉ đạo các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Với sự kiên cường và tinh thần không ngại khó khăn, ông đã trực tiếp vào vùng dịch để tìm kiếm giải pháp, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cách ly, tiêm chủng và đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong mùa dịch. Những nỗ lực không mệt mỏi của ông đã giúp kiểm soát dịch bệnh, dần mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa cuộc sống trở lại gần như bình thường. Sự gần gũi và giản dị của ông, như việc đi xe máy vào những ngày nghỉ và tham gia ăn mừng cùng người dân khi bóng đá Việt Nam giành chiến thắng, càng khiến ông được công chúng yêu mến. Ông còn được biết đến với biệt danh người hùng không ngủ và thậm chí đã từng đi làm nhân viên chạy bàn, phản ánh hình ảnh một người lãnh đạo gần gũi và thực tế. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, sự miễn nhiệm của ông theo nguyện vọng cá nhân đã để lại tiếc nuối trong lòng nhiều người, phản ánh tình cảm và sự trân trọng mà người dân dành cho những đóng góp của ông trong suốt thời gian phục vụ. Tại sao Vũ Đức Đam lại được dân yêu mến đến thế? Thưa quý vị, cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người luôn được lòng dân vì những lý do sau. Cam kết với công việc và sự tận tâm. Cam kết với công việc và sự tận tâm của Vũ Đức Đam trong vai trò Phó Thủ tướng Việt Nam đã được biểu hiện rõ ràng thông qua các hành động không mệt mỏi của ông trong việc đối phó với các khủng hoảng quốc gia. Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ông đã đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển và triển khai các chiến lược ứng phó hiệu quả, cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sự tận tụy của ông được thể hiện không chỉ qua các quyết sách kịp thời mà còn qua cách thức ông dành phần lớn thời gian để theo dõi sát sao tình hình, đôi khi là thức trắng đêm để có thể cập nhật liên tục và đưa ra chỉ thị cho các bộ, ngành liên quan. Việc này không những cho thấy sự quyết tâm cao độ của ông trong công tác phòng, chống dịch mà còn phản ánh cam kết mạnh mẽ với trách nhiệm được giao.
ông thấu hiểu rằng mỗi quyết định của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe, thậm chí là sự sống của hàng triệu người dân. Hơn nữa, Vũ Đức Đam cũng tích cực tham gia vào các cuộc họp và điều hành trực tiếp từ tuyến đầu, không ngại đối mặt với nguy cơ lây nhiễm để có thể quan sát và đánh giá tình hình thực tế. Những hình ảnh ông đến thăm các khu cách ly, bệnh viện dã chiến hoặc các trung tâm y tế để kiểm tra công tác chuẩn bị và ứng phó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân về một người lãnh đạo không chỉ ra lệnh từ xa mà còn trực tiếp đồng hành cùng nhân dân trong mọi khó khăn. Sự kiên cường và không ngại khó khăn của Vũ Đức Đam trong việc đối phó với dịch bệnh không chỉ giúp Việt Nam kiểm soát được tình hình mà còn góp phần nâng cao niềm tin và sự tôn trọng của công chúng dành cho chính phủ. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết và sự tận tâm không chỉ trong lời nói mà còn qua hành động, khiến ông trở thành tấm gương lãnh đạo mà nhiều người ngưỡng mộ. Gần gũi và giản dị. Sự gần gũi và giản dị của Vũ Đức Đam thể hiện rõ nét qua lối sống và cách thức tương tác với người dân. Điểm nổi bật trong phong cách của ông là sự khiêm tốn và sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống thường nhật của công chúng. Ông không ngại xuất hiện nơi công cộng mà không cần đến nhiều hộ tống. Điều này không chỉ làm nổi bật sự dân chủ trong phong cách lãnh đạo mà còn giúp ông trở nên gần gũi hơn với người dân. Vào những ngày nghỉ, Vũ Đức Đam thường đi xe máy, một hình ảnh quen thuộc và gần gũi với đa số người Việt Nam. Hành động này không chỉ phản ánh sự giản dị trong lối sống mà còn thể hiện sự tôn trọng của ông đối với văn hóa và lối sống của người dân bản địa. Điều này càng làm tăng sự yêu mến của công chúng đối với một người lãnh đạo có thể chia sẻ và hiểu rõ cuộc sống hàng ngày của họ. Bên cạnh đó, Vũ Đức Đam còn thường xuyên tham gia vào các sự kiện văn hóa và thể thao cùng với người dân. Sự hiện diện của ông tại các sự kiện này không chỉ là để thể hiện sự ủng hộ đối với các hoạt động cộng đồng mà còn là cơ hội để ông kết nối với người dân trên một phương diện rất con người và cá nhân. Việc tham gia ăn mừng cùng người dân khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng là một ví dụ điển hình, thể hiện sự chân thành và lòng nhiệt huyết của ông đối với những niềm vui và thành tựu của đất nước. Phong cách giản dị và gần gũi này không chỉ giúp ông Đam gắn kết mạnh mẽ hơn với công chúng mà còn là yếu tố chính tạo nên sự tin tưởng và yêu mến sâu sắc từ phía người dân. Qua đó, ông không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là một người bạn, một người hàng xóm thân thiện trong cộng đồng của mình. Khả năng lãnh đạo trong khủng hoảng. Khả năng lãnh đạo trong khủng hoảng của Vũ Đức Đam được thể hiện mạnh mẽ nhất qua cách ông quản lý và chỉ đạo trong các tình huống khẩn cấp, nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đây là thời điểm đòi hỏi sự quyết đoán, minh bạch và hiệu quả trong lãnh đạo, và ông Đam đã chứng minh được năng lực xuất sắc trong những khía cạnh này. Trong suốt quá trình dịch bệnh bùng phát, Vũ Đức Đam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh một cách quyết liệt. Ông đã thực hiện các quyết định khó khăn nhưng cần thiết như đóng cửa biên giới, thực hiện giãn cách xã hội và thiết lập các khu cách ly tập trung để ngăn chặn sự lây lan của virus. Sự linh hoạt trong cách tiếp cận và sẵn sàng đối mặt với các thách thức mới đã giúp Việt Nam giảm thiểu được ảnh hưởng của dịch bệnh đến mức độ thấp nhất. Bên cạnh đó, Vũ Đức Đam cũng đã chú trọng vào việc đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân thông qua việc thực hiện tiêm chủng rộng rãi. Ông đã thúc đẩy chương trình tiêm chủng quốc gia, đảm bảo rằng vaccine được phân phối công bằng và kịp thời cho tất cả các tầng lớp trong xã hội, từ đô thị đến nông thôn, từ người già đến người trẻ, qua đó nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Năng lực lãnh đạo trong khủng hoảng của ông không chỉ dừng lại ở việc đưa ra các quyết định nhanh chóng mà còn bao gồm cả khả năng truyền thông hiệu quả với công chúng, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều nhận được thông tin chính xác và kịp thời. Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để cập nhật tình hình, giải thích các biện pháp chính phủ đang thực hiện và trấn an người dân trong những thời điểm khó khăn. Qua cách ông lãnh đạo trong khủng hoảng, Vũ Đức Đam đã chứng minh rằng ông không chỉ là một nhà lãnh đạo có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng,
và phù hợp mà còn là người có thể giữ vững lòng tin và sự an toàn cho người dân trong những lúc gian khó nhất. Sự quyết tâm và năng lực của ông trong việc đối phó với các khủng hoảng đã giúp xây dựng niềm tin mạnh mẽ trong lòng công chúng, làm nền tảng vững chắc cho sự ủng hộ và yêu mến dành cho ông. Phong cách lãnh đạo mở và minh bạch. Phong cách lãnh đạo mở và minh bạch của Vũ Đức Đam đã được thể hiện rõ nét qua việc tích cực thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Ông nhận thức được rằng việc sử dụng công nghệ không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý mà còn là chìa khóa quan trọng trong việc xây dựng một chính phủ minh bạch, gần gũi hơn với người dân. Bằng cách đưa công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, ông Đam đã khởi xướng và hỗ trợ việc phát triển nhiều dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân có thể truy cập dễ dàng vào các dịch vụ hành chính mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan công quyền. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân mà còn giảm bớt các khoản chi phí không cần thiết và tiềm năng phát sinh tham nhũng. Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước cũng góp phần cải thiện sự trong suốt của các quy trình hành chính. Mọi quyết định và dữ liệu liên quan đến công việc của chính phủ ngày càng được công khai, giúp người dân dễ dàng theo dõi và giám sát các hoạt động của chính quyền, từ đó tăng cường sự tin tưởng và tương tác giữa chính phủ và công chúng. Việc chủ trương mở cửa dữ liệu và thông tin cũng là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả công việc của chính phủ. Ông Đàm đã nỗ lực thúc đẩy các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính phủ và người dân thông qua các nền tảng trực tuyến, giúp thu hẹp khoảng cách giữa người lãnh đạo và người được lãnh đạo. Nhờ những nỗ lực trong việc áp dụng công nghệ và cải cách thủ tục hành chính, Vũ Đức Đam đã đặt nền móng cho một phong cách lãnh đạo mới, mở và minh bạch, khẳng định cam kết của ông đối với việc xây dựng một chính phủ hiện đại, hiệu quả và thân thiện với người dân. Những sáng kiến này không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ giữa chính phủ và công chúng mà còn góp phần định hình một hình ảnh lãnh đạo lý tưởng trong tâm trí của nhiều người dân Việt Nam. Tính nhân văn và quan tâm đến công chúng. Tính nhân văn và sự quan tâm đến công chúng của Vũ Đức Đam được thể hiện rõ nét qua nhiều hành động và chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề của người dân. Ông không chỉ chú trọng đến việc giải quyết các khủng hoảng ngắn hạn như dịch bệnh, mà còn đặt nền móng cho sự phục hồi và phát triển lâu dài của xã hội. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Vũ Đức Đam đã đảm bảo việc cung ứng lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho người dân, nhất là trong bối cảnh giãn cách xã hội khi việc tiếp cận nguồn cung ứng bị hạn chế. Ông đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiết thực như mở rộng các kênh phân phối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đảm bảo không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ông đã chú trọng đến việc hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển xã hội, nhận thức rõ ràng rằng sự ổn định lâu dài của đất nước phụ thuộc vào khả năng phục hồi của mọi tầng lớp trong xã hội. Ông đã thúc đẩy các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các sáng kiến nhằm tạo việc làm, đào tạo lại nguồn nhân lực và cải thiện cơ sở hạ tầng, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Ngoài ra, Vũ Đức Đam còn thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển bền vững bằng cách hỗ trợ các chính sách nhằm nâng cao mức sống và bảo vệ môi trường. Ông đã khuyến khích sự phát triển của năng lượng sạch, đầu tư vào giáo dục và y tế, và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quyết định các vấn đề công cộng, nhằm đảm bảo rằng mọi giải pháp đều mang tính bao trùm và công bằng. Tính nhân văn và sự quan tâm đến nhu cầu của người dân trong lãnh đạo của Vũ Đức Đam không chỉ giúp xây dựng niềm tin và sự tôn trọng từ công chúng, mà còn khẳng định cam kết của ông đối với một Việt Nam thịnh vượng và phát triển bền vững, nơi mỗi công dân đều có cơ hội để phát triển và thịnh vượng. Thưa quý vị, ông Vũ Đức Đam đã từ chức trong bối cảnh phức tạp, với các áp lực và trách nhiệm chính trị nặng nề liên quan đến các vụ việc trong thời gian ông giữ chức Phó Thủ tướng.
Lý do chính thức được công bố là dựa trên nguyện vọng cá nhân của ông. Nhưng sự kiện này cũng diễn ra trong bối cảnh có nhiều tranh cãi và đánh giá trái chiều về quản lý và giải quyết các vụ việc liên quan đến dịch COVID-19 và các vụ án tham nhũng liên quan đến kit xét nghiệm và các chuyến bay giải cứu. Trong quá trình đại dịch COVID-19, ông Vũ Đức Đam đảm nhận vai trò trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, sau đó, các vụ việc liên quan đến vi phạm trong mua sắm thiết bị y tế và tổ chức các chuyến bay giải cứu đã dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của nhiều cán bộ cao cấp, trong đó có cả trợ lý của ông. Sự từ chức của ông Vũ Đức Đam có thể được nhìn nhận như một hành động nhận trách nhiệm chính trị cao nhất, phản ánh nhận thức về mức độ nghiêm trọng của các sai phạm đã xảy ra dưới quyền quản lý của ông. Đây là một quyết định đau lòng nhưng cần thiết để đảm bảo tính liêm chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong bối cảnh đặc biệt khó khăn. Quá trình từ chức của ông không chỉ là kết quả của áp lực cá nhân mà còn là biểu hiện của trách nhiệm đối với Đảng và nhân dân trong việc đảm bảo sự trong sạch và hiệu quả của bộ máy nhà nước. Đây cũng là dấu hiệu của sự cam kết giữ gìn nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức trong hoạt động chính trị, thể hiện qua việc lãnh đạo phải gánh vác hậu quả của các quyết định dưới quyền quản lý của mình. Những lời gan ruột cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi chia sẻ trước Quốc hội và nhân dân về tình trạng xuống cấp đạo đức. Trong phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội ngày 9 tháng 11 năm 2020, cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có gần 30 phút để trình bày các vấn đề đại biểu chất vấn liên quan đến lĩnh vực ông phụ trách, trong đó có các lo ngại về đạo đức xã hội xuống cấp. Bên tốt, bên xấu luôn đấu tranh lẫn nhau. Ông Đam nói, đạo đức, văn hóa là vấn đề liên quan đến mọi tổ chức, mọi người dân. Không có ai có thể nói rằng mình không cần tiếp tục tu dưỡng đạo đức. Không ai có thể nói tất cả các hành vi ứng xử của mình đều là tối ưu, đều là chuẩn mực hết. Phó Thủ tướng rất mong được các đại biểu chỉ bảo thêm khi phát biểu vấn đề này trước Quốc hội, trước nhân dân. Thực trạng xuống cấp đạo đức xã hội là có thật. Có những ý kiến cho rằng tình trạng xuống cấp ở mức nghiêm trọng, tệ nạn xã hội, trộm cắp, các hành vi bị đồng tiền chi phối, các giá trị văn hóa truyền thống bị mai một. Điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta đánh giá tình trạng thì cũng nhìn hai mặt. Câu chuyện văn hóa, đạo đức là câu chuyện mấy chục năm, trăm năm, thậm chí dài hơn. Hiện tượng xuống cấp bắt đầu có hiện tượng khi chúng ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường, bắt đầu đổi mới thì thấy rõ hơn. Nhưng cái mặt mà chúng ta cũng không quên là những mặt đạo đức, văn hóa được làm nên bởi nhân dân, làm nên đất nước đó. Thế giới nói nhiều điểm nhưng có 5 điểm thường nói. Thứ nhất, đó là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Nhân dân nước nào yêu nước và có tinh thần dân tộc hơn nhân dân Việt Nam mình? Mình không dám nói hơn thiên hạ nhưng mình cũng không kém. Chỉ một ví dụ nhỏ như đội tuyển U23 Việt Nam, cả dân tộc, mọi người náo nức. Thứ hai, đó là tính yêu thương đồng loại, con người. Có đất nước nào mà dịch bệnh, thiên tai như vừa rồi mà người dân thương yêu, giúp đỡ nhau như vậy. Thứ ba, đấy là sự thân thiện. Nếu người dân Việt Nam không thân thiện, không cởi mở thì làm sao trở thành một điểm đến của du lịch? Chúng ta tự hào có giá trị đó. Thứ tư là yêu lao động, chịu thương chịu khó. Nếu không có đức tính này chúng ta không thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài như vậy. Thứ năm, đó là sự vươn lên, tinh thần học hỏi. Nhân dân Việt Nam ta, như các đại biểu Quốc hội đã thấy, là toàn dân quan tâm đến giáo dục. Nói như vậy để thấy rằng những hiện tượng xuống cấp đạo đức là đáng báo động. Nhưng xã hội Việt Nam, đạo đức và con người Việt Nam nếu chỉ nhìn vào đó thì không công bằng. Có những khiếm khuyết phải nhìn thẳng vào để khắc phục. Chúng ta có nhiều những phong trào được hun đúc qua nhiều năm thì thấy rõ. Ví dụ như phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân thì có nhiều.
khách quan thì thường nói đến mặt trái kinh tế thị trường của mạng xã hội, chủ quan thì nói về yếu kém của văn hóa, của giáo dục. Điều này không sai. Ông Đàm cũng nói thêm ba ý. Thứ nhất, trong mỗi con người và xã hội thì đấu tranh giữa cái tốt, cái xấu là cuộc đấu tranh từ khi có xã hội loài người. Chưa có lúc nào bên tốt thắng tuyệt đối bên xấu, cũng chưa lúc nào bên xấu thắng bên tốt. Thứ hai, cả thế giới, khi có sự suy yếu về đạo đức thì không chỉ do giáo dục, do văn hóa mà do bất cập của cả hệ thống, thể chế quản lý về pháp luật, kinh tế, xã hội, trong đó có văn hóa, giáo dục. Thứ ba, kinh tế thị trường, đặc biệt gần đây có mặt trái về Internet, mạng xã hội, nhưng đây là những mặt trái không bao giờ mất hẳn. Chúng ta phải tiếp cận cả mặt trái, phòng ngừa, thúc đẩy để nó tốt lên. Nêu gương là quan trọng. Cả thế giới đều nói rằng muốn tỷ lệ cái tốt lớn lên và cái xấu giảm đi. Điều đầu tiên phải làm cho toàn xã hội và mọi người dân hiểu cái gì là tốt, cái gì là xấu. Có những thứ chúng ta tưởng là dễ nhưng không phải đơn giản. Ví dụ như nói về ăn cắp là xấu, nhưng ăn cắp thời gian thì không mấy ai nói đó là ăn cắp. Phải kết hợp giữa giáo dục, tuyên truyền, vận động các phong trào với xử lý nghiêm minh vi phạm. Vận động mọi người tự mình điều chỉnh hành vi của mình, đấy mới là gốc rễ, nền tảng. Trong mọi thời kỳ thì vấn đề nêu gương là quan trọng. Nêu gương từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Người lớn nêu gương cho người trẻ, người cao hơn nêu gương cho cấp dưới. Đảng viên đi trước làng nước theo sau, Phó Thủ tướng nói tiếp. Ông Vũ Đức Đam đặc biệt lưu ý trong bốn chữ đức trí thể Mỹ thì không chỉ lưu ý đến chữ đức mà lưu ý đến chữ Mỹ, đặc biệt lưu ý đến các ngành nghệ thuật và các tôn giáo, tín ngưỡng. Bởi vì những tác phẩm nghệ thuật hay là những tấm gương giáo dục đạo đức tốt nhất. Những hoạt động văn hóa tín ngưỡng đúng mực, đúng pháp luật thì sẽ giúp cho cái tốt này nở trong con người một cách bền vững. Cuối cùng, chúng ta phải thật sự đặc biệt chú ý, chú trọng những vấn đề nói chung, trong đó có vấn đề đạo đức và văn hóa, bởi vì đây là nhược điểm phổ biến của các nước đang phát triển. Khi bị sức ép của vấn đề tăng trưởng kinh tế thì các vấn đề về văn hóa, đạo đức là vấn đề chưa làm ra tiền và chưa cháy nhà chết người nên vẫn bị xem nhẹ. Do chúng ta chú trọng hơn các nước khác những vấn đề này, nên các chỉ số về văn hóa, xã hội của chúng ta tốt hơn, ông Đàm nói. Như cha ông ta nói vui, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sĩ. Khi xã hội khấm khá nhiều lên như ngày hôm nay, chúng ta sẽ có điều kiện quan tâm thực chất đến những vấn đề nền tảng. Tôi rất mong các cấp ủy, chính quyền không chỉ dành nguồn lực mà còn dành thời gian, tâm sức để quan tâm đến vấn đề này. Mỗi người dân Việt Nam, tôi cũng là một người dân, lúc nào cũng chú ý rằng mình còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục. Vũ Đức Đam, qua những lời gan ruột đã nói, không chỉ phản ánh hình ảnh của một nhà lãnh đạo quyết đoán và tận tụy mà còn là hình ảnh của một con người tràn đầy tình yêu thương và trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Dù đã từ chức trong bối cảnh phức tạp, nhưng những đóng góp của ông cho quê hương và những tư tưởng của ông về văn hóa, đạo đức xã hội vẫn còn vang dội, làm dấy lên niềm tự hào và sự ngưỡng mộ trong lòng người dân. Câu chuyện của ông Vũ Đức Đam, từ những thách thức trong quá khứ đến những thành tựu đã đạt được, là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì, lòng yêu nước và cam kết phục vụ cộng đồng. Những nỗ lực của ông trong việc xây dựng một nền quản lý nhà nước minh bạch, hiệu quả và nhân văn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hiện đại và toàn cầu hóa. Sự nghiệp của ông còn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ hiện nay và tương lai, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự phục vụ chân thành và không ngừng nỗ lực vì một xã hội công bằng, phát triển. Dẫu có những bất cập và thử thách, Vũ Đức Đam đã chọn cách đối mặt và nhận trách nhiệm, một hành động đáng quý trong thế giới chính trị đầy biến động. Qua đó, ông không chỉ để lại dấu ấn như một nhà lãnh đạo tài năng mà còn như một người dân đích thực của Việt Nam,
luôn quan tâm và nỗ lực hết mình vì tiến bộ của đất nước. Khi nhìn lại sự nghiệp và cuộc đời của Vũ Đức Đam, chúng ta không chỉ thấy một chính trị gia mà còn thấy một người truyền cảm hứng, một tấm gương của lòng dũng cảm, sự tử tế và tận tụy. Câu chuyện của ông nhắc nhở mỗi người chúng ta về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi, phấn đấu và đóng góp tích cực cho xã hội. Cùng nhìn về tương lai, hy vọng rằng những bài học và tinh thần từ ông sẽ tiếp tục được lan tỏa và trở thành nguồn động lực cho những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.